Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Thưa quý vị, việc xem tử vi cho người tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964 trong tháng 1 âm lịch là điều hết sức quan trọng. Qua phần luận giải tử vi tháng 1 âm lịch cho những người tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964 sẽ giúp cho quý vị có được những định hướng, những bước đi của mình đúng đắn nhất. Quý vị thân mến, việc xem tử vi là một nét đẹp văn hóa của người Việt Nam chúng ta. Và qua việc xem tử vi thì sẽ giúp cho quý vị biết được thiên cơ, từ đó thì đưa ra những phương án giúp cho cuộc sống của mình được hanh thông, thuận lợi và dễ dàng hơn. Đặc biệt trong phần luận giải về tử vi của tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964, thầy Gia Cát cũng sẽ đưa ra những phương pháp hóa giải vận hạn cũng như là việc kích hoạt tài lộc cho quý vị, giúp cho quý vị cùng với những người thân trong gia đình của mình có một cuộc sống hạnh phúc và viên mãn hơn. Và sau đây thì sẽ là phần luận giải chi tiết về tử vi cho tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964. Xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi nhé! Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ Giáp Thìn sinh năm 1964 trong tháng 1 âm lịch năm 2022. Thưa quý vị, trong 12 con giáp, rồng chính là con vật đại diện cho sức mạnh phi thường, thiêng liêng được mọi người tôn kính. Những người tuổi rồng vì thế mà thông minh sắc sảo, luôn đạt được nhiều thành công trong cuộc sống, có uy quyền, địa vị. Những người tuổi này thường thông minh, tài trí hơn người, có nhiều tham vọng và luôn đạt được thành công, danh tiếng, địa vị cao sang. Người tuổi Giáp Thìn thường có tính cách vui vẻ, thông minh và hoạt bát, năng động. Họ có giác quan nhanh nhạy, biết phân biệt phải trái đúng sai. Giáp Thìn rất ngay thẳng, đôi khi hơi kiêu ngạo và thiếu kiên nhẫn. Họ rất ghét những người ngồi lê đôi mách, dũng cảm kiên cường, cũng không ngại khó khăn. Tuy nhiên, họ lại sống thiếu thực tế, quá cứng nhắc, dễ làm mất lòng người khác. Người tuổi Giáp Thìn thường có trí tuệ hơn người, là việc rất rõ ràng và minh bạch. Họ thường đưa ra lời khuyên tốt cho người khác và cũng thường làm theo gợi ý từ ai đó nếu cảm thấy điều đó là đúng đắn. Ở tuổi 58, người tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964 vẫn thể hiện được vai trò quan trọng của mình trong công việc. Đa phần người tuổi này vẫn có thể mang lại lợi ích to lớn cho công ty nhờ vào năng lực và nỗ lực của bản thân, từ đó cũng nhận được phần thưởng xứng đáng với bản thân mình. Dù ở tuổi này, hầu hết bản mệnh đều không phải gánh vác cuộc sống của con cái, nhưng vẫn nên có ý thức tiết kiệm cao cho tuổi già. Đồng thời, bạn cũng nên thận trọng trong việc đầu tư, nhất là không nên tham gia vào các loại hình cổ phiếu vì hệ số rủi ro quá cao. Xét về thiên can, giáp dương mộc gặp nhâm dương thủy nên gọi là thực thần, nghĩa là thân bị sinh xuất tiết mất khí, nên trong tháng này, các gia chủ tuổi Giáp Thìn cần phải hết sức chú ý và cẩn thận trong mọi việc. Một chút sơ suất là có thể khiến cho mọi sự cố gắng của bản mệnh đổ sông đổ biển. Anh chị cũng cần phải chú ý có tiểu nhân ganh ghét quấy phá công việc cũng như gia đình của mình. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Sự nghiệp tuổi Giáp Thìn trong tháng này không đạt được bước tiến đáng kể nào, chủ yếu là vì bản mệnh không chiếm được lợi thế cạnh tranh, lại thường xuyên vướng vào chuyện mâu thuẫn thị phi không đáng có. Thậm chí có người thường xuyên đứng ở vị thế đối lập với lãnh đạo nên khó có thể được cất nhắc, khó được giao nhiệm vụ và cơ hội khẳng định giá trị bản thân. Gia chủ cần phải giữ trạng thái bình tĩnh khi đối diện với khó khăn trong cuộc sống của mình, chớ nên nóng nảy bất mãn, hành xử theo cảm xúc nhất thời, như vậy chỉ khiến cho bạn mắc thêm nhiều vấn đề khó giải quyết hơn nữa mà thôi. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạng ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ tuổi Giáp Thìn để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Không có nhiều dấu hiệu phát triển tích cực trong lĩnh vực tài chính của người tuổi Giáp Thìn trong tháng đầu năm 2022. Bản mệnh không nên nghe theo lời dụ dỗ của người ngoài, kẻo dễ rơi vào cái bẫy của kẻ lừa đảo. Người làm đầu tư kinh doanh cũng chớ nên đưa ra những quyết định vội vàng trong năm nay, nếu không thì dễ rơi vào cảnh lỗ vốn. Những người làm công ăn lương tháng này thu nhập khá ổn định, tuy nhiên, chi nhiều hơn thu, dẫn đến hao hụt tài chính. Bạn cần phải có kế hoạch chi tiêu cụ thể, không lãng phí, tiêu pha quá đà, dẫn đến túng thiếu. Việc bạn cần làm đó là xây dựng nhật ký chi tiêu hợp lý để có một khoản để dành cho sau này.
Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ để vật phẩm có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất hiện nay. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Sức khỏe của người tuổi Giáp Thìn trong tháng 1 âm lịch không có vấn đề gì đáng lo ngại. Tinh thần của gia chủ có phần không được tốt như các tháng trước do bị chi phối bởi tình trạng công việc. Công việc của bạn có ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe và tâm trạng của bạn. Bạn cần phải có chế độ chăm sóc thật tốt về cơ thể, giữ chế độ ăn uống hợp lý, nhẹ nhàng, chăm chỉ luyện tập các bài tập vận động thể thao theo độ tuổi, giữ tâm trạng và tinh thần thật tốt, nếu không thì sẽ có những vấn đề không tốt đến với sức khỏe của bạn trong tương lai. Gia chủ cần phải tránh những khu vực ẩm ướt hoặc u ám để tránh những tai nạn hoặc sự cố bất ngờ phát sinh. Ngoài ra, giữ tâm lý tích cực khi đối diện với khó khăn cũng là một trong những cách hiệu quả giúp bản mệnh duy trì sức khỏe thật tốt, tránh tình trạng đột quỵ, nguy hiểm tính mạng. Các gia chủ tuổi Giáp Thìn hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, bát bảo tâm kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia đình, cũng như là quý gia chủ. Để vật phẩm có thể phát huy được tác dụng phong thủy tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày sử dụng vật phẩm. Theo tuổi của các quý gia chủ tuổi Giáp Thìn. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Gia đạo, tình duyên tuổi Giáp Thìn không lý tưởng trong tháng này. Người đã lập gia đình thường xuyên mâu thuẫn với nửa kia về những việc trong cuộc sống và trong sự nghiệp. Đôi bên đều cần phải tiết chế, không nên quá cứng đầu cứng cổ, khăng khăng làm theo ý muốn cá nhân, khiến cho tình cảm đôi bên dần trở nên lạnh nhạt. Người sống độc thân hoặc đơn thân không nhận được nhiều sự chú ý của người khác giới và chính bản thân bạn cũng thường xuyên ở vào vị thế bị động nên khó có thể tìm ra người phù hợp với mình. Tổng quan tháng 1 âm lịch năm 2022, tháng Nhâm Dần, năm Nhâm Dần. Tháng 1 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 1 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 1 năm 2022, tức ngày 1 tháng 2 năm 2022 đến 2 tháng 3 năm 2022 dương lịch. Tháng 1 Nhâm Dần có nạp âm là Kim Bạc Kim. Tháng Dần lục hợp hợi, tam hợp ngọ và tốt thành hỏa cục, xung thân, hình tị, hại tị, phá hợi và tuyệt dậu. Đối với người tuổi Giáp Thìn trong tháng 1 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch ngày 2 tháng 1 năm 2022, tức ngày 2 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Bính Tuất, có nạp âm là Ốc Thượng Thổ. Ngày âm lịch ngày 14 tháng 1 năm 2022, tức ngày 14 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Tuất, có nạp âm là Bình Địa Mộc. Ngày âm lịch ngày 26 tháng 1 năm 2022, tức ngày 26 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Canh Tuất, có nạp âm là Hoa Xuyến Kim. Đây chính là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Giáp Thìn. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Giáp Thìn trong tháng 1 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 1 tháng 1 năm 2022, tức ngày 1 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Ất Dậu, có nạp âm là Tuyền Trung Thủy. Ngày âm lịch ngày 13 tháng 1 năm 2022, tức ngày 13 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Dậu, có nạp âm là Sơn Hạ Hỏa. Ngày âm lịch ngày 25 tháng 1 năm 2022, tức ngày 25 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Dậu, có nạp âm là Đại Dịch Thổ. Đây chính là 3 ngày cát lành trong tháng. Để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi.
Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cũng cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, trên đây là những chia sẻ của phong thủy Gia Cát về tử vi tuổi Giáp Thìn 1964 trong tháng 1 âm lịch. Phần luận giải hết sức đầy đủ và chi tiết cho tuổi Giáp Thìn, và qua đó thì quý vị cũng phần nào yên tâm vững bước trong tháng 1 âm lịch hứa hẹn đầy tài lộc và may mắn này. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị cũng đừng quên ấn vào nốt đăng ký kênh, like video và đặc biệt đó là nhấn chuông để có thể trở thành người đầu tiên nhận được những kiến thức bổ ích này từ kênh quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin chúc quý vị chúng ta luôn gặp nhiều may mắn và bình an trong cuộc sống. Còn bây giờ, xin mến chào!